Xin chào quý vị và các bạn. Và hiện tại thì công ty mình đang có mặt tại Long An. Thì hôm nay thì bên mình sẽ xuống đây để bàn giao cái bộ dàn âm thanh sân khấu cho anh khách hàng ở Long An. Đó, thì cấu hình này sử dụng một cặp xúc đơn 5 tấc từ neo và một cặp mà phun đơn 4 tấc Martin. Đây là cái dòng phun đơn nhập khẩu nguyên chiếc, nguyên đai, nguyên kiện. Đó, dòng này thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái dòng loa này để mình lắp đặt cho anh ấy. Đó, và kèm theo một cặp loa 3 tấc nữa. Loa 3 tấc thì anh ấy lấy thêm để sau này anh có thể đánh loa monitor, hoặc anh có thể anh dùng gia đình theo cái yêu cầu của anh ấy. Đó, thì bên mình vận chuyển đây xuống đây khoảng lúc 3 giờ chiều. Và do là đường rất là nhỏ cho nên là ô tô đang đậu ngoài quốc lộ kia, và anh em thì phải vác vô trong này một đoạn đường khoảng hơn 100m. Và hiện tại thì anh em đang lắp đặt cái bộ dàn âm thanh này lên. Thời tiết ở hôm nay ở dưới Long An thì rất là mát, cây rất là nhiều và rất là thoáng. Rồi và lát nữa thì sau khi đã lắp đặt thì bên công ty mình sẽ setup cho quý vị các bạn cùng nghe cái chất âm của cái bộ dàn âm thanh này xem nó như thế nào nhé. Tại vì sao người lặng im trắng hơn một hôm, lòng vẫn đau đành nhìn em bước đi cùng nắng. Rồi ngày mai anh sẽ sống sót khi chẳng có em bên cạnh anh. Thật buồn ngày đây chỉ biết lùi về phía sau. Bàn tay yêu hát giọt lên đây.
mình riêng nhau, vì mình